Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Thanh Hóa quan tâm đào tạo bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp. Bia đá cổ thuộc di tích cấp tỉnh ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn bị dùng làm tường rào. Vẫn còn đó nỗi lo của gia đình nghèo chuẩn bị cho con vào năm học mới. Trong tuần từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8, có 9 ngân hàng thương mại đã thay đổi biểu lãi suất huy động gồm AB Bank, CB Bank, GB Bank, NCB, OCB, Boutique Bank, Saigon Bank, SHB, Vietcapital Bank. Cả 9 ngân hàng này đều giảm lãi suất các kỳ hạn, mức giảm dao động từ 0,1 đến 0,6% một năm. Ngân hàng Bản Việt và Ngân hàng Xây dựng là hai ngân hàng giảm lãi suất huy động mạnh nhất ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước Vietcombank, Viettinbank, Agribank, BIDV tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất hiện hành, mức cao nhất là 6,3% một năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Hiện 4 ngân hàng này không còn là những ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường. Chẳng hạn như Agribank với hình thức tiết kiệm tại quầy, lãi suất huy động cao nhất hiện là 6,1% một năm đối với kỳ hạn 6 tháng. Ở các ngân hàng được khảo sát, với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất huy động cao nhất vẫn là 4,75% một năm. Kỳ hạn 12 tháng, hiện chỉ có 5 ngân hàng huy động ở mức trên 7% một năm. Mức cao nhất là 7,2% một năm đang được ngân hàng Bảo Việt và Indovina áp dụng. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2023, gần 80.000 ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu. Tổng kim ngạch đạt gần 1,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% về lượng và tăng 0,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, khoảng 72.000 xe đến từ 3 thị trường lớn ở châu Á là Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, chiếm tới 90% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong tháng 7 qua. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu thị phần nhập khẩu ô tô trong tháng 7 năm 2023 và 7 tháng đầu năm 2023 với kết quả hơn 3.700 xe, kim ngạch gần 84 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 và hơn 36.000 xe, kim ngạch 762,2 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm. Indonesia đứng vị trí thứ hai với 3.520 xe, kim ngạch 47,85 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 năm 2023 và 29.498 xe, kim ngạch gần 400 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2023. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, doanh nghiệp, doanh nhân rất cần cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững trên thị trường. Xuất phát từ nhu cầu này, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp. Với nội dung đào tạo thiết thực, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là các chuyên gia kinh tế có uy tín, kinh nghiệm. Chương trình đã và đang góp phần nâng cao kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, làm thay đổi tư duy nhận thức về phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Làm thế nào để xây dựng kế hoạch phát triển ý tưởng kinh doanh? Những kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư, nghệ thuật thuyết phục khách hàng, marketing thương hiệu sản phẩm, những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hay những thông tin về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả đã được các chuyên gia kinh tế, giảng viên và các doanh nhân truyền đạt giới thiệu thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thì thông qua những lớp học này thì chúng tôi sẽ thực tiễn học với các thầy những cái kinh nghiệm để rồi chúng tôi áp dụng vào cái hợp tác xã của mình. Làm thế nào để có được hàng hóa, rồi làm thế nào để quản lý chất lượng của sản phẩm, có được cái kiến thức nó vững chãi, tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ của mình cho nó tốt hơn. Qua những cái lớp đào tạo như này thì mình có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về quản trị nhân sự, quản trị về các cái dòng vốn, dòng tiền, đặc biệt là trong những cái thời điểm những năm khó khăn như thế này thì mình có thể đúc kết được những cái bài học quý để có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Hiện nay, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa qua trường lớp đào tạo nên thường lúng túng, thiếu bài bản trong quản trị doanh nghiệp. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa bố trí kinh phí tổ chức hơn 150 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp. Đến nay, đã có hàng nghìn lượt học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và bổ sung những kiến thức bổ ích thiết thực về khởi sự quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia vào các chương trình đào tạo kiến thức cho doanh nghiệp.
Thông qua đấy thì chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn để tiếp cận khách hàng, tiếp cận thị trường. Năm 2023 thì VCCI Thanh Hóa thì thực hiện 52 cái khóa đào tạo theo cái chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi cũng lựa chọn những cái giảng viên mà có kiến thức kết hợp với lại là cũng có kinh nghiệm thực tế để có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những cái khó khăn vướng mắc mà họ đã đang gặp phải trong cái thực tế, đồng thời là cũng để cho các doanh nghiệp có thể là trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong cái quá trình tham gia các cái khóa đào tạo này. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, thiếu kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, không nắm vững hệ thống chính sách pháp luật được cho là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những khó khăn thất bại của các doanh nghiệp. Do đó, việc tỉnh Thanh Hóa triển khai các chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân là sự hỗ trợ tích cực giúp các doanh nghiệp, doanh nhân có những bước đi vững chắc trên thương trường. Thưa quý vị và các bạn, hai tấm bia đá cổ có niên đại khoảng 300 năm thuộc quần thể di tích lịch sử văn hóa và nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đá ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 1993. Tuy nhiên, suốt 30 năm qua, hai tấm bia này vẫn nằm trong khu đất ở của một hộ dân, không những không phát huy được giá trị mà còn bị trưng dụng làm tường rào. Nhiều năm trước, tấm bia đá này đã được gia đình bà Dương Thị Thoa ở thôn 2 xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn tận dụng làm tường rào. Bia có kích thước khá lớn, dài 5m, cao gần 3m, dày 0,2m, dựng trên một bệ đá tam cấp nguyên khối, ghi lại công trạng của các vị tướng họ Lê được điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Cũng nằm trong khu đất nhà bà Thoa, còn có tấm bia thứ hai ghi rõ công lao hiển hách của danh tướng Lê Thị Hải, một người con của Triệu Sơn, sống ở thế kỷ 17-18. Theo địa chí huyện Triệu Sơn, ông được bác là Thái Tể Lê Thị Hiến nuôi dạy nên người. Trong hơn 50 năm chinh chiến, ông từng giúp triều đình đánh đông giải Bắc, được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ông qua đời năm 1710, thọ ngoài 70 tuổi. Sau khi ông mất, triều đình đã xây dựng lăng mộ và lập đền thờ quy mô bề thế tại quê hương. Từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, di tích đã bị tàn phá, nay chỉ còn lại hai tấm bia đá và nhiều chân đá tảng, phiến đá nguyên khối. Sinh sống trên khu đất có hai tấm bia cổ, nhiều năm qua, gia đình bà Dương Thị Thoa gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng, cải tạo nhà cửa và luôn mong muốn các ngành, các cấp quan tâm bảo vệ, phục dựng di tích, bố trí đất cho gia đình bà tái định cư, ổn định cuộc sống. Gia đình tôi từ lâu nay rồi cũng muốn là để xây dựng lại cái di tích lịch sử, bảo vệ cho nó được lâu bền, cho con cháu ta sau này. Thì nó nhớ đến công ơn của ông cha ta ngày xưa, thì gia đình tôi cũng chứ quyết tâm nếu ở trên mà di rời gia đình tôi thì gia đình tôi vẫn đi và tìm cái nơi định cư cho gia đình ở. Tôi vẫn dạy con cái tôi, cháu cháu tôi là không được đụng chạm đến mà lau chùi sạch sẽ. Trên địa bàn xã Thọ Phú còn có di tích lịch sử nghệ thuật bia và lăng mộ Lê Thị Hiến đã được công nhận di tích quốc gia từ năm 1993. Di tích này được xây dựng dưới thời vua Lê Thần Tông trên diện tích rộng gần 10 hectare, gồm quần thể lăng mộ và đền thờ danh tướng Lê Thị Hiến, một tướng tài thời vua Lê Thần Tông được vua phong cho chức hào quận công hay còn gọi là Lê Tướng Công. Từ khi được công nhận di tích quốc gia đến nay, nơi đây mới chỉ được đầu tư xây dựng tường rào và khu nhà sắp lễ. Di tích hiện chỉ còn lại một số dấu tích như một đôi vai phục, một đôi tuấn mã, văn bia, hương án, sập ngự. Địa phương thì cũng rất là khó khăn về vấn đề kinh phí mà cũng không đủ điều kiện để thực hiện cái vấn đề tôn tạo và nâng cấp. Và cái mong muốn của địa phương thì được các cấp các ngành quan tâm tôn tạo đại di tích để di tích xứng với cái tầm của di tích lịch sử quốc gia. Những di tích lịch sử trên địa bàn xã Thọ Phú có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt, là di sản quý giá mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, các di tích này không thể phát huy giá trị nếu không được quan tâm bảo vệ, tôn tạo đúng mức. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, chính sách thị thực mới theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, chính thức có hiệu lực. Một số điểm đáng chú ý như
thời hạn thị thực điện tử được nâng lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực là 45 ngày. Đây được xem là cú hích lớn trong mùa cao điểm du lịch cuối năm. Ghi nhận từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, trong 2 tuần sau thông báo về chính sách thị thực mới, số lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Việt Nam của du khách Pháp, Hà Lan, New Zealand, Đức đã tăng từ 40% đến 72%. Đây là cú hích lớn khi mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm sắp đến. Mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay có khả năng vượt chỉ tiêu đề ra. Chính sách mới tạo thuận lợi giúp ngành du lịch đa dạng hóa thị trường, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách quốc tế. Thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cho biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 1.422 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó hầu hết là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và hoạt động theo hình thức tự phát cần được tăng cường quản lý giám sát. Để tăng cường quản lý, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã chủ trì thành lập 8 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát giết mổ khoảng 4.200 con trâu bò, 69.104 con lợn, trên 1,3 triệu con gia cầm. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn huyện Quảng Xương, Triệu Sơn, Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa để test nhanh kiểm tra chất cấm, đều cho kết quả âm tính với sabutanol, nhưng vẫn có đến 45% cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và không đảm bảo môi trường. Bên cạnh đó, các đoàn cũng xử lý nghiêm 10 cơ sở vi phạm hoạt động giết mổ gia súc gia cầm không đủ giấy tờ. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương xóa bỏ các điểm giết mổ tự phát, nhất là tại các chợ. Các địa phương cũng tăng cường kiện toàn củng cố ban chỉ đạo kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm, phân công trách nhiệm cho các thành viên, nghiêm túc kiểm tra, rà soát chặt chẽ và kiên quyết đóng cửa, xử phạt đối với các điểm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm có giấy phép nhưng vi phạm quy định về vệ sinh thú y. Trước thềm năm học mới, trong khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho con cái tựu trường, thì ngược lại, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới lại là gánh nặng và nỗi lo không hề nhỏ. Căn nhà cũ nát chưa đầy 30m² là nơi sinh sống của gia đình anh Nguyễn Hữu Ngợi ở thôn 4 xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân. Gia đình anh Ngợi thuộc diện hộ nghèo có 5 con. Con lớn nhất năm nay lên lớp 9, con nhỏ nhất vào lớp 1. 2 năm nay, anh Ngợi bị xơ gan cổ trướng và thoái hóa cột sống nặng nên không lao động được. Nguồn sống của cả nhà chỉ trông cậy vào nghề nhặt ve chai bắp bênh của vợ, trong đó ngày cao nhất được trên 100.000, ngày thấp nhất chỉ được 50.000. Là hộ nghèo nên các con anh Ngợi được miễn các khoản đóng góp khi đi học. Tuy nhiên anh rất khổ tâm khi vào năm học mới không thể sắm sửa quần áo, sách vở và đồ dùng học tập cho các con. Chuẩn bị là bắt đầu năm học mới của các cháu rồi. Thì nói đúng là xin là coi như là nếu như mà các người mà nếu như mà có sách vở thứ nhất, thứ hai là quần áo, thứ ba nữa là coi như đồ dùng học tập của con em thì nếu như mà cho con em thì em rất là cảm ơn ạ. Gia đình anh Lưu Doãn Thành và chị Nguyễn Thị Huệ ở phố 4, phường Quảng Hưng có 3 con, trong đó có 2 con đang tuổi đến trường. Trước kia chị Huệ làm công nhân công ty giày săn dết, nhưng do ít đơn hàng, thu nhập thấp, lại không có ai trông con nhỏ nên chị Huệ đang tạm nghỉ việc. Mọi chi tiêu trong gia đình dựa vào nghề đóng cốt pha của anh Thành với thu nhập từ 4,5 đến 5 triệu đồng một tháng. Mặc dù khó khăn về kinh tế, nhưng vào năm học mới, anh chị vẫn cố dành dụng tiền để mua quần áo, sách vở và đồ dùng học tập mới cho các con. Tuy vậy, những khoản đóng góp của các con vào đầu năm học lại đang là gánh nặng treo lơ lửng trên đầu anh chị. Vợ tôi cũng thất nghiệp, thì bây giờ vào đầu năm thì học của cháu, tôi cũng cố gắng đi làm để mua được vài quyển sách với bộ quần áo mới để cho cháu vào năm học mới. Đấy, cũng gia đình cũng khó khăn, mong các lãnh đạo trong phường có thể là giúp giảm học phí cho con. Với các gia đình nghèo, khi những ngày hè kết thúc cũng là lúc nỗi lo kiếm tiền trang trải cho năm học mới của con cái bắt đầu. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học và mong muốn con cái có một tương lai tốt đẹp hơn, nên dù khó khăn về kinh tế, các hộ gia đình nghèo vẫn cố gắng xoay sở đủ cách để con em mình được đến trường. Để kịp thời chia sẻ với những khó khăn của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền các cấp và hội khuyến học các địa phương đã quan tâm rà soát, hỗ trợ một phần kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập và thực hiện miễn giảm các khoản đóng góp đầu năm theo quy định cho các gia đình nghèo. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo huyện nhân xã về quan tâm đến các cháu trong cái hoàn cảnh đặc biệt về hộ nghèo rồi khó khăn thực sự trong cái hiện tại để thực hiện các cái chế độ chính sách, đặc biệt là vấn đề miễn giảm học phí. Rồi sau đó là có thể là phối hợp với hội khuyến học là cái việc kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho các cháu quần áo, sách vở trong để bước vào năm học mới một cách thuận lợi. Hàng năm thì chúng tôi có cái quỹ khuyến học, khuyến tài tại 8 đơn vị phố cũng như là quỹ khuyến học Nguyễn Đức Lâm tại phường. Thì chúng tôi cho rà soát các phố, rà soát và các nhà trường rà soát đối với các đối tượng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để từ đó chúng tôi có cái việc bố trí mua sách vở, hỗ trợ tiền mua sách vở cho các em cũng như là cái việc mà quần áo rồi đồ dùng học tập trước khi các em bước vào năm học mới. Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, được Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Điều đó thể hiện qua nhiều chính sách ưu đãi với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được đến trường. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều hơn nữa sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng để nỗi lo cơm áo không còn quá nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng học tập của các em học sinh nghèo khi bắt đầu một năm học mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thời gian tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là ngày 28 tháng 8 năm 2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 21 tháng 8 năm 2023. Ngày 5 tháng 9 năm 2023 là ngày khai giảng và ngày bắt đầu học kỳ 1 năm học 2023-2024. Ngày kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2024 bắt đầu học kỳ 2. Trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 kết thúc học kỳ 2, hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập của năm học. Trước ngày 31 tháng 5 năm 2024, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc năm học 2023-2024. Cũng theo kế hoạch năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 26 tháng 6 năm 2024, hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Để chuẩn bị cho năm học mới, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cần chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học và ngày khai giảng năm học 2023-2024. Từ ngày tựu trường đến trước khai giảng, thực hiện việc ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ, tổ chức kiểm tra lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho học sinh nếu có. Nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, chương trình Trái tim cho em phối hợp với Viettel Thanh Hóa, Bệnh viện Đại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Thanh Hóa trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2023. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau. Ngày 6 tháng 8 năm 2023, từ 7h30 đến 16h30 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Ngày 27 tháng 8 năm 2023, từ 7h30 đến 12h tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đối tượng khám, tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có các triệu chứng biểu hiện sau đây. Đã được bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh. Hụt hơi khi gắng sức. Sau khi khám sàng lọc, tất cả các trẻ em phát hiện mắc bệnh tim là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Trái tim cho em xét duyệt và hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 ngày 14 tháng 8 năm 2023, sửa đổi nghị quyết số 32 NQCP ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước. Nghị quyết số 128 quy định về miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, so với nghị quyết số 32
thì thời hạn tạm trú đối với công dân các nước trên sẽ được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày. Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phản ánh về tình trạng xây dựng các ký ốt và lập bãi trông giữ xe trái phép dưới đường dây điện cao thế 110 kV tại khu công nghiệp Hoàng Long, Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trên. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh làm việc với hai doanh nghiệp sản xuất giày dép xuất khẩu trong khu công nghiệp Hoàng Long, đôn đốc các đơn vị xây dựng hoàn thiện hạng mục nhà để xe, lập phương án kế hoạch di chuyển và tổ chức sắp xếp địa điểm trông giữ xe cho công nhân, người lao động trong thời gian xây dựng nhà để xe, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trong khu vực. Do khối lượng xe máy của công nhân tại hai doanh nghiệp này là rất lớn, vì vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, sau khi các công ty này xây dựng hoàn thiện nhà để xe, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện phương án tháo dỡ, giải tỏa các ký ốt bán hàng và trông giữ xe trái quy định dưới đường dây điện cao thế 110 kV. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực này. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng giả danh công chức quản lý thị trường để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng này là gọi điện cho các cơ sở kinh doanh tự xưng là công chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, thông báo về việc sẽ đến kiểm tra cơ sở, đề nghị cơ sở chuẩn bị tiền để nộp phạt vi phạm hành chính, hoặc nếu chuyển tiền thông qua tài khoản do đối tượng cung cấp sẽ được đoàn kiểm tra xem xét không tiến hành kiểm tra. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa khẳng định cơ quan này và công chức người lao động của cơ quan không thông báo việc thanh tra kiểm tra bằng điện thoại, không yêu cầu cơ sở kinh doanh chuẩn bị tiền nộp phạt khi chưa tiến hành các bước kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Do đó, mọi hành vi gọi điện thoại tự xưng như trên đều là giả mạo, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng quản lý thị trường. Nếu phát hiện đối tượng giả danh với thủ đoạn nêu trên, đề nghị cơ sở kinh doanh và người dân báo tin ngay cho lực lượng quản lý thị trường tại các địa bàn hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý. Đầu mối tiếp nhận thông tin của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa như sau: số điện thoại của cục trưởng Lữ Minh Thư 0912001373, số điện thoại của phó cục trưởng Trương Văn Diệp 0904253668, số điện thoại của phó cục trưởng Lê Thế Anh 0984797333, số điện thoại của phó cục trưởng Đinh Khánh Toàn 0913293442, số điện thoại của phòng thanh tra pháp chế 02373727021. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải, doanh nghiệp khai thác kinh doanh đường bộ về việc đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trong mùa mưa bão. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các khu quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải, nhà đầu tư, các đơn vị doanh nghiệp khẩn trương kiện toàn cơ quan thường trực phòng chống thiên tai để theo dõi thường xuyên, cập nhật tình hình mưa bão và kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra nhằm đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ. Các nhà thầu chủ động chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực, tổ chức ứng trực tại các vị trí có nguy cơ hư hỏng để xử lý đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất. Phân luồng tổ chức giao thông kịp thời khi xảy ra ách tắc giao thông do bão lũ gây ra nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Với các công trình cầu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị tổ chức kiểm tra ngay tình trạng khai thác, trong đó đặc biệt lưu ý đến tình trạng xói lở lòng sông, bờ sông, nguy cơ ảnh hưởng đến mố, trụ cầu và đường đầu cầu. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong những ngày đầu tiên ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử lý 4 xe ô tô chở khách vi phạm các lỗi tốc độ, đỗ, dừng sai quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Phạt tiền 5,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp, xử lý 2 trường hợp xe container vi phạm quá tải trọng, phạt tiền 6,9 triệu đồng, tước 1 phù hiệu vận tải. Trước đó, trong giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2023, cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 23 trường hợp xe khách và 2 trường hợp xe container vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, chủ yếu là các lỗi vi phạm về tốc độ, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về thủ tục cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực.
Theo đó, biển số ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Ghi nhận của phóng viên tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thứ hai thực hiện thông tư số 24, hầu hết chủ phương tiện đều hài lòng với cách giải quyết thủ tục theo quy định mới, song cũng có một số trường hợp còn tỏ ra khá lung túng. Buổi sáng, nhiều người dân đã có mặt tại đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục đăng ký, thu hồi đăng ký và biển số ô tô. Do nhiều người đã chủ động tìm hiểu các quy định mới qua Internet và báo chí, nên đã chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết và làm thủ tục khá nhanh gọn. Hầu hết người dân đều đồng tình với quy định cấp biển số định danh, nhất là những người sở hữu biển số xe ưng ý, vì dù sau này có bán xe, họ vẫn giữ lại được biển số. Kế tôi rất vui mừng vì trong công việc cấp mã số định danh cho tôi thì được kế sau này không may xe tôi là chính chủ, có đi mất xe bán xe thì biển số xe vẫn là của tôi. Cái thứ hai nữa là trong cái vấn đề cấp mã số định danh thì anh sẽ có được tham gia an toàn giao thông của tôi sẽ được nâng lên. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đến làm định danh biển số nhưng không thành công do thiếu hồ sơ thủ tục theo quy định. Một số trường hợp chưa thể đăng ký do ô tô mua bằng hợp đồng ủy quyền hay do chủ cũ không có mặt để làm thủ tục thu hồi biển số xe nên không thể cấp biển mới. Ngay từ khi triển khai thực hiện thông tư 24, lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thiết bị, phần mềm đăng ký xe để nhanh chóng tích hợp biển số xe vào mã số định danh. Đối với những trường hợp chưa đăng ký thành công do thiếu hồ sơ thủ tục, cán bộ đội đăng ký và quản lý phương tiện cơ giới Phòng Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn người dân nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện để được cấp. Ngày hôm qua thì cái lượng hồ sơ mà chúng tôi truy cập nên là nó là quá tải cho nên là không thực hiện được nhiều và cũng không thao tác được các cái hướng dẫn cho người dân. Còn cái liên quan đến về cái thủ tục thu hồi khi chuyển đổi trong tỉnh thì tất cả các thao tác đều hướng dẫn cho người dân là kê khai trên cổng dịch vụ công và sẽ làm trên hệ thống. Các điểm đăng ký đều sẽ nhận được cái tích hợp cho nên là cũng sẽ dễ dàng thao tác cho người dân khi làm công tác chuyển đổi đăng ký biển số. Theo thông tư 24/2023 của Bộ Công an, kể từ ngày 15/8/2023, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Những xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục nộp để thu hồi trước ngày 15/8, thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp theo quy định. Những xe đã đăng ký biển 3 hoặc biển 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Vì vậy, mỗi người dân cần tìm hiểu thật kỹ các quy định về trình tự, thủ tục để sớm hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ trước khi đến cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp đăng ký mới hoặc sang tên đổi chủ, tránh phải đi lại nhiều lần. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.